ở trên đời này á, không có cái giống gì mà nó phức tạp như đàn bà hết á. Cái đầu tiên thì vẫn phải nói đầu tiên đấy là vấn đề ngoại hình. Cái quan trọng là các anh phải ở sạch, chứ ở bẩn là không được rồi. Nhìn mặt lúc nào cũng bóng nhờn, đầu tóc thì bờm sờm, móng tay thì dài thế này không cắt, xong rồi áo lúc nào cũng nhầu nhĩ, miệng lúc nào cũng hôi, chán lắm. Nếu có thể ăn mặc đơn giản nhưng mà đẹp một chút và hợp với dáng người và tập thể hình một tí nữa thì càng tốt. Thế nhưng mà nếu không ấy, thì cũng cố gắng người ngượng thơm tho, gọn gàng sạch sẽ, móng tay móng chân cắt đều là ok ha. Điều thứ hai là cái điều rất đơn giản nhưng mà các anh không bao giờ chịu nhớ dùm và tôi không hiểu tại sao. Đấy là phải ga lăng với phụ nữ. Các anh cứ nói với nhau là con gái bây giờ thực dụng phải có tiền mới thích. Thế nhưng mà những cái chuyện đơn giản và miễn phí không tốn đồng nào các anh không bao giờ nhớ. Ga lăng như thế nào thì rất là đơn giản thôi. Đi vào đâu thì phải mở cửa nhường cô vào trước. Đi qua đường thì các anh phải đổi bên để đi vào cái bên xe tới trước để che chở cho cô ấy, nắm tay cô ấy. Vào nhà thì kéo ghế cho cô ngồi, mở cửa xe hơi ra thì mở cửa cho cô ấy vào trước rồi đóng cửa lại rồi mình vào phía bên kia chẳng hạn, chứ không phải là mở cửa tót vào trước em ạ. Nếu mà bạn làm được ấy thì bạn sẽ có một lợi thế rất lớn đối với phụ nữ nhá. Tập được cái cách lấy được cái quyền kiểm soát. Cái này ấy, nhiều anh thường nhầm lẫn là gia trưởng. Thế nhưng mà gia trưởng ở đây ấy có nghĩa là kiểm soát những cái chuyện vặt vãnh li ti, kiểm soát những cái mà liên quan đến quyền cá nhân của cô này, ví dụ như là không cho ăn mặc kiểu này, không cho đi làm, không cho này kia. Đấy là những cái sự gia trưởng vụn vặt và không có văn minh và thể hiện cái người đàn ông không có bản lĩnh và không có văn hóa, mình không nói. Nhiều người đàn ông họ lại nghĩ là mình không muốn gia trưởng, thôi thì mình cứ tùy em, thế nào cũng được theo ý em. Họ nghĩ là như vậy là họ chiều người yêu, thế nhưng mà cũng không hẳn. Đàn ông mà nắm lấy cái quyền kiểm soát ở đây ấy, tức là anh thể hiện cho cô ta thấy là cô ta nhỏ bé hơn và anh ở trong cái thế to lớn hơn và có thể bảo vệ được cô ta. Nói thì nghe nó hơi xến, thế nhưng mà cái này các bạn có thể liên tưởng lý do tại sao những cái bộ phim như là 50 Shades of Grey, 50 sắc thái hoặc là Twilight nó lại trở thành giấc mơ của bao nhiêu thiếu nữ là vì vậy. Lý do là vì những cái phim đó có những người đàn ông mà có cái tầm kiểm soát và có cái bản lĩnh sở hữu mà phần lớn đàn ông không có. Cái này ấy, nó là chuyện phim, nó là hư cấu, thế nhưng mà nó đánh vào cái tâm lý muốn một người đàn ông mà thật là đàn ông của tất cả phụ nữ. Thì bây giờ đồng ý là các anh không phải là người sói, nhưng mà các anh phải cố gắng nắm được cái quyền kiểm soát những khi mà cần thiết. Hãy nắm lấy cái quyền kiểm soát khi mà cái việc này có lợi cho cô ta. Ví dụ một cái ngày tối mịt rồi, cô này cô vẫn ngồi văn phòng một mình, cô làm việc không ăn không ngủ gì cả. Bạn đến tận nơi đứng ở dưới văn phòng ấy, gọi điện nói lên: em ơi em xuống đi, anh đến đón em về nghỉ, việc gì thì việc mai làm tiếp. Những cái việc đó nó thể hiện là bạn có đủ bản lĩnh để sở hữu cô này, để bảo vệ cô này. Và cái đó là giấc mơ thầm kín của tất cả phụ nữ. Thường đàn bà càng cá tính mạnh, càng nam tính bao nhiêu thì lại càng muốn cái người đàn ông phải nam tính hơn nữa, phải có bản lĩnh hơn nữa để kiểm soát được mình. Và các bạn chỉ làm được cái điều này khi mà các bạn tự tin thôi. Cái người phụ nữ thông minh ấy, người ta không đánh giá bạn 100% dựa trên cái cách mà bạn đối xử với cô đâu, mà cô sẽ quan sát cái cách bạn đối xử với những người và những vật mà không mang lại lợi ích trực tiếp cho bạn. Bởi vậy bạn cần có cái cách cư xử văn hóa và văn minh hơn với những người phục vụ cũng như là những người lạ ở trên đường. Ví dụ đi ăn nhà hàng thì đừng có: em ơi dọn cái bàn đi gái. Bạn cần phải văn hóa hơn, lịch sự hơn. Ví dụ như là: anh ăn xong rồi em làm ơn dọn cái bàn dùm anh, cảm ơn em. Mình tin là bản chất thật nhất của con người ấy được bộc lộ ra khi mà họ đối xử với động vật và những người không mang lại lợi lộc gì cho họ. Điều 5 hết sức là quan trọng, tại vì đàn bà yêu bằng tai. Cái điều 5 này có 2 phần. Phần 1 là các anh luôn luôn phải nói nhẹ nhàng bất kể có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi đàn bà ấy, khi mà cãi nhau ấy, họ không quan tâm đến cái vấn đề mà đang cãi, mà họ quan tâm đến cái cách mà anh nói, quan tâm đến cái thái độ mà bạn nói ra những cái điều ấy thôi. Thế cho nên là nếu mà bạn học được cách nói nhẹ nhàng ấy, thì thứ nhất là bạn làm được cô vui, thứ hai là bạn sẽ tiết kiệm, giảm thiểu được rất là nhiều cuộc tranh cãi. Cái điều thứ hai ấy, là lời nói của bạn luôn luôn phải thể hiện được là bạn trân trọng những cái gì mà cô ta làm. Thử nếu mà hàng ngày cô người yêu của bạn đều đi làm về đúng cái giờ đấy ấy, thì có thể không phải là công việc của cô này quá là rảnh rang như vậy đâu, mà có thể là lúc nào buổi chiều nào cô này cô cũng ráng cô xong việc cho nhanh để về đúng giờ để cơm nước với bạn ấy. Một người đàn ông tinh tế biết nhận ra những cái đó, biết trân trọng những cái điều đó và biết nói lời cảm ơn sẽ có thể duy trì mối quan hệ được lâu dài. Chỉ cần bạn cho cô biết là bạn trân trọng cô ấy, thì cái gì cô cũng có thể làm cho bạn hết, thật đấy.